Vâng, đồ gỗ Đại Dương xin kính chào quý khách. Hiện tại bây giờ là 3 giờ chiều, 3 rưỡi chiều của ngày mùng 3 tháng 6 năm 2022. Bên em đang có mặt tại nhà anh Thêm ở thôn Phúc Đình, xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để bàn giao một bộ Âu Á Trương Cuốn Thư được làm từ chất liệu gỗ xoan. Thế đây là video thực tế em bàn giao cho anh Thêm rồi, anh là chủ nhân của bộ ghế. Đấy. Bộ Âu Á xoan Trương Cuốn Thư. Đấy. Giá là 13.500.000, em bao ship 100 cây cho các bác nào mà đang quan tâm đến bộ bàn ghế này nhá. Giá là giá bình dân nhất trên thị trường mà. Bao gồm 6 món này, hai ghế đơn này, một bàn này, hai đôn và một đoạn dài. Đấy, bộ sản phẩm này em báo giá công khai là 13.500.000 này. Bao nào mà đang quan tâm thì dừng video lại 5 giây này, điện cho em là 0981888083. Em sẽ giao hàng tận nhà, kiểm tra đúng như chất lượng quảng cáo thì mới thanh toán cho các bác nhá. Nếu mà sai bên em bao trở quay đầu. Đấy. Các bác khi em mua hàng bên em là em sẽ tặng cho các bạn combo khay trà 5 món này, được làm từ chất liệu gỗ hương này. Đấy. Giá 13.500.000 đúng như các bác nhá. Đây, em sẽ quay chậm rãi từ từ bộ ghế cho các bác chiêm ngưỡng. Âu Á Trương Cuốn Thư. Nước sơn này, bóng cờn luôn các bác. Mặt bàn độ chống đông Việt Nam nhá. Có hai ngăn kéo sử dụng, đun kẹp cũng có ngăn kéo sử dụng này. 13.500.000, 0981888083 sẽ giao hàng tận nhà, kiểm tra đúng như chất lượng quảng cáo mới thanh toán nha các bác nhá. Đấy, bên em là bao kiểm tra thoải mái, sai chỉ quay đầu, cam kết luôn. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại.